Tại sao không kết hợp du lịch và chụp ảnh cưới ngay tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam? Hana Wedding Studio ảnh cưới có dịch vụ tốt nhất thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ giúp bạn đưa đón tận sân bay, tư vấn các dịch vụ, chọn váy cưới, make up, tạo dáng phù hợp, giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Chi tiết xem ngay tại mô tả dưới video này. An Phát Plastic trở thành nhà cung cấp cho Vingroup. Đây là một trong những động thái mạnh mẽ nhằm thâm nhập thị trường nội địa của An Phát Plastic sau một thời gian dài tập trung vào xuất khẩu. Theo thông tin từ công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, sản phẩm túi ni lông vi sinh phân hủy hoàn toàn mang tên An Eco. Sản phẩm được công nhận bởi các tổ chức quốc tế về chỉ tiêu xanh sạch và thân thiện môi trường đã chính thức lên kệ tại hệ thống siêu thị Vinmart toàn quốc từ ngày 20 tháng 11. Đây chính là thành công đáng kể của An Phát Plastic trong việc chinh phục khách hàng nội địa, bởi trước đây, An Eco chủ yếu chinh chiến ở thị trường quốc tế. Vinmart là một trong các chuỗi siêu thị uy tín nhất trong việc cung cấp các sản phẩm xanh sạch an toàn tại Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa với việc quy trình chọn lựa đối tác xanh sạch của Vinmart là vô cùng khắt khe. Chính vì vậy, việc An Eco lọt qua khe cửa của Vinmart là một thành công khá lớn của An Phát Plastic và là sự hợp tác được rất nhiều nhà đầu tư trông đợi. Tại Vinmart, An Eco sẽ có mặt đầy đủ các mẫu mã là túi đựng thực phẩm, túi shopping và túi đựng rác, v.v. An Phát Plastic cho biết, túi vi sinh phân hủy hoàn toàn An Eco được làm hoàn toàn từ tinh bột ngô và hạt nhựa sinh học nhập khẩu từ châu Âu, an toàn cho sức khỏe và thân thiện môi trường. Đặc biệt là túi có khả năng phân hủy hoàn toàn chỉ sau một năm thành mùn nuôi cây, nước và CO2 trong môi trường tự nhiên nhờ bị ăn bởi các vi sinh vật trong đất. Theo Nhịp sống kinh tế, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Việt sử kiêu hùng, dự án phim giả sử đầu tiên tại Việt Nam với khát vọng truyền cảm hứng sử Việt cho giới trẻ. Những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, niềm tự hào dân tộc, tất cả sẽ có trong Việt sử kiêu hùng. Tìm hiểu thêm về dự án và gây quỹ cộng đồng tại vietsukiêuhung.com.